Đến từ đâu? Em là Đoàn Mạnh Thắng, em đến từ Hà Nội ạ. Bao nhiêu tuổi? Em năm nay 26 tuổi. Rồi, anh Trung nói đi. Cái giọng của em hay ở cái chỗ là rất là cá tính. Nó sẽ làm cho người ta nhận ngay ra em. Khi em hát thì hơi gợi nhớ đến một nam ca sĩ rất là nổi tiếng của nhóm nhạc NSYNC, mà không biết em có hâm mộ bạn ấy không? Phải không? Dạ vâng. Đúng, ạ, đây chính là ca khúc của Justin Timberlake ạ. Đúng rồi, à, chị nghĩ là em chịu ảnh hưởng nhiều của anh chàng ấy. Mà em nhảy một chút nữa đi là chắc là... Còn về đẹp trai thì ok rồi, đẹp trai. Chỉ còn thiếu một tí chiều cao giống anh ấy thôi. Chị ơi, chị nói hơi động chạm ạ. Không, tại vì cái đấy chị cũng thiếu mà. Không, ý là không phải chúng ta mà có hai anh ngồi đây này. Ôi trời ơi, nhưng mọi mà... người nhìn vào cái hình báo chụp đấy, bốn vị huấn luyện viên ai cao nhất nhỉ? Đấy là vì hôm đấy tôi quên tôi không đi giày cao 16 phân. Tuy nhiên, quên các cái anh các chị này đi. Em có một tính cách mà sẽ không lẫn lộn với ai cả. Và đấy chính là một trong những tiêu chí quan trọng nhất của giọng hát Việt. Chúng ta không đi tìm những người mà giống nhau như trước đây là anh Trung anh nói là chúng tôi không có nhu cầu để huấn luyện một đàn Hồng Nhung hay là huấn luyện một đàn Mỹ Linh. Hơi khó đấy. Cái đấy hơi khó ạ. Anh thấy lúc mà em hát chị Hồng Nhung chỉ thưởng thức rất là mê say và chỉ kiểm soát từng câu từng chữ một. Thì anh Trung đúng là người bấm nút trước thật, nhưng mà anh cũng thấy cái thái độ như anh ấy cũng hơi hời hợt. Trước tiên em xin cảm ơn các huấn luyện viên đã có những lời nhận xét về em. Em xin cảm ơn ban nhạc Hoài Sa và khán giả đã ủng hộ em. Thì em cũng rất phân vân. Từ bé đến giờ em đã rất là hâm mộ một cái giọng ca mà đã theo em từ những lúc em còn bé cho tới giờ. Thì em xin được phép chọn Hồng Nhung ạ. Cái xui của anh Trung là không có giọng ca. Cảm ơn anh. Đấy. Rất là hay.